Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Gokoji. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Gokoji cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Gokoji mang lại cho người dùng công dụng, miếng trường mắt Gokoji dùng để trường ấm mắt trong các trường hợp như tình trạng mắt bị chắp, viêm tuyến bờ mi mắt, bị lẹo, bệnh lý khô mắt, bệnh lý rối loạn chức năng của tuyến mây bom EOS MGD, giúp làm tăng lưu thông tuần hoàn tại chỗ bằng cách tạo ra các sung huyết cục bộ. Từ đó có tác dụng giúp cải thiện các triệu chứng khô mắt mỏi mắt, giúp mắt được sáng hơn. Băng trường ấm Gokoji còn có công dụng giúp mắt được thư giãn, giúp làm giảm tình trạng mỏi mắt, khô mắt khi tiếp xúc với ánh sáng từ màn hình điện tử như laptop, điện thoại quá nhiều. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, người đang gặp các tình trạng về mắt như khô mắt, bị chắp, lẹo mắt, viêm tuyến bờ mi mắt, tuyến mây bom ears MGD ở mắt bị rối loạn. Người lớn tuổi đối tượng làm việc trong văn phòng có điều hòa tiếp xúc nhiều với ánh sáng của màn hình điện tử như laptop, TV, điện thoại, máy ảnh. Người bị mỏi mắt hoặc mắc các bệnh thông thường khác về mắt. Cách dùng, liều dùng của Gokoji Đầu tiên, hãy đảm bảo tay bạn đã được vệ sinh sạch sẽ. Sau đó hãy xé bỏ vỏ của gói trường mắt Gokoji để lấy miếng trường. Tiếp theo hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và đeo mặt nạ trường lên mắt giống như khi đeo miếng mặt nạ ngủ nhắm mắt và thư giãn ít nhất trong khoảng 10 phút để tác dụng của miếng trường cho hiệu quả tối ưu nhất. Bạn nên sử dụng mặt nạ trường mắt Gokoji mỗi ngày 1 đến 2 lần. Trường hợp bị chấp hoặc bị lẹo mắt, bạn nên trường mắt khoảng 4 lần một ngày. Chống chỉ định khi sử dụng Gokoji, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, trước khi đeo mặt nạ trường ấm Gokoji bạn nên tháo các phụ kiện đang có trên mắt như kính áp tròng, kính có gọng hoặc các thiết bị khác hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gokoji nếu bạn mới có các cuộc phẫu thuật mắt gần đây trong quá trình sử dụng nếu xảy ra các hiện tượng nóng rát ngứa ngáy ở vùng trường thì ngừng sử dụng và liên hệ đến bác sĩ chuyên khoa về mắt để được tư vấn trong khi sử dụng không tạo ra các áp lực tác động lên miếng mặt nạ mắt hãy nhắm mắt nhẹ nhàng và thư giãn khi sử dụng gokoji tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm khi đang có các vết thương ở vùng mắt đây là sản phẩm dùng một lần vì vậy sau khi sử dụng xong hãy vứt bỏ sản phẩm vào túi rác không dùng các phương pháp như luộc sôi, cho vào lò vi sóng để làm nóng lại miếng trường gokoji. Trường hợp các bệnh nhân có mí mắt không đóng kín được như bình thường tuyệt đối không nên sử dụng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm gokoji, đồng thời biết cách sử dụng gokoji sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.